Xin chào mọi người, và nhất là các em trai em gái tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về cái vận trình vận hạn của cái 6 tháng còn lại của cái năm Canh Tý 2020. Một trong những cái năm mà tuổi Mão phạm thái tuế. Đặc biệt là những cái tuổi mà phạm thái tuế năm nay gồm có nè, tuổi Tý là trực thái tuế, tuổi Ngọ là xung thái tuế, tuổi Mão là hình thái tuế, tuổi Dậu là hình thái tuế và tuổi Mão là phạm thái tuế. Thì trong các cái thái tuế thì năm nay rất là đặc biệt là nam sẽ rất là xấu và nữ sẽ tốt đẹp. Nhớ không lầm là hình như là mình chưa có làm cái tử vi chọn năm cho cái tuổi Đinh Mão nam mạng hay sao đó. Mình chỉ cho chọn làm nữ mạng thôi. Thì bây giờ là cũng đã tháng 4 rồi, tháng 5, tháng 6 thì hai tháng nó cũng khá là êm ả đối với người tuổi Mão. Nhưng mà đặc biệt thì tháng 4 âm lịch này, tháng 4 thứ hai hoặc là tháng 4 đầu thì nó cũng đều là tháng Tân Tỵ, mà Đinh của chữ Đinh Mão nó khắc Tân, cho nên công việc ở trong cái hai cái tháng mà hai tháng tư Tân Tỵ của năm Canh Tý thì Đinh Mão cũng không có tốt đẹp, đặc biệt là nam mạng với cái sao Kế Đô thì bổn mạng và sức khỏe cũng có chuyện suy hao không có tốt đẹp. Rồi bây giờ thì là mình sẽ xem cái Đinh Mão những tháng còn lại nó ra sao. Thì trước tiên như vậy thì mình phải tổng hợp lại là cái vận niên, cái tử vi đơn giản, tử vi nhìn từ bề ngoài của cái người Đinh Mão nam và nữ mạng. Nam mạng của Đinh Mão thì với cái mạng hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, cho nên là suy hao về sức khỏe, bổn mạng và sức khỏe không được tốt cho lắm, rất là dễ gặp chuyện xấu. Sao thì sao Kế Đô, rối rắm đàn tay, dễ rất là người ta nói Kế Đô không xô cũng ngã, rất là dễ bị suy hao về bổn mạng và sức khỏe. Và hạn là hạn địa vọng, chỉ là một cái hạn tiểu hạn thôi, đem đến nhiều âu lo, rối ren trong cuộc sống. Vận niên là dương hồi ngạn, dê về suối, một cái vận niên tốt, có thể có nhiều cái cơ hội ở trong công việc làm ăn. Thiên can chữ Đinh gặp Canh thì bình hòa thuận thành không vấn đề, ok, cho nên là tài lộc hoặc là những công việc cũ làm thì vẫn bình thường. Địa chi Mão với Tý là thuộc nhóm lục hình, tự hình đó. Chủ về thị phi gia đạo gặp nhiều chuyện buồn phiền. Còn ngược lại với nữ mạng thì cũng là người mệnh hỏa gặp năm thổ bị sinh xuất bổn mạng, tuy nhiên được cái sao chiếu mạng rất là tốt cho người Đinh Mão, đó là sao Thái Dương. Người ta nói Thái Dương thì là một giống như là cái mặt trời vậy, mặt trời mà tương trợ cho người mệnh hỏa, đặc biệt là Đinh lô trung hỏa. Cái lô trung hỏa này là lửa liền ra trời đất, cho nên là lửa trong lò này không sợ nước đâu, yên tâm ha. Gặp mặt trời chiếu vào nữa thì càng tốt đẹp hơn. Hạn vận niên thì cũng đều giống như người nam mạng. Thiên can thì Đinh gặp Canh bình hòa thuận thành, chỉ có cái địa chi là Mão gặp Tý là tự hình, cho nên gia đạo tình cảm sẽ có và cái biến chuyển không tốt đẹp. Đó là những gì mà có thể nhìn từ bên ngoài của cái người Đinh Mão. Vận hạn của những tháng còn lại trong năm Canh Tý năm 2020 á, thì bây giờ là tháng 4 thì mình không nói tới đi, mà tiếp tục là tháng 5. Tháng 5 âm lịch năm nay là tháng Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ thì thuộc mộc, như vậy là xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, là bổn mạng sức khỏe được tương sinh, tốt cho bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh và tài tinh rất là tốt đẹp. Cả nam lẫn nữ thì chữ Đinh hợp chữ Nhâm, thiên can thuộc cũ hợp, tài lộc dễ sinh, công việc thuận lợi. Đặc biệt là cho nữ mạng với Thái Dương chiếu mạng nữa thì rất là dễ sinh tài lộc ở trong cái tháng 5 này. Tháng 5 tới, từ đầu năm tới giờ thì gặp trục trặc nhiều, do tháng 2 là tháng Kỷ Mão nè, tháng 3 thì là tháng Lục Hại, tháng 4, coi như tháng 2, tháng 3, tháng 4 là thiên vận của xấu,
Cho nên là dù có sao tốt thì người Đinh Mão cũng không có tài lộc gì. Nhưng mà đến tháng 5 thì là một chuyện khác. Còn với cái sao Quý Đô thì rõ ràng là tháng 5 người Nam Mạng cũng sẽ được lợi, vì được bổn mạng tương sinh cho nên là sức khỏe bổn mạng không phải lo lắng. Tuy nhiên là địa chi đinh hợp nhâm thì cũng sẽ giống như là người nữ mạng như phân tích hồi nãy thôi, thì cũng tốt đẹp cho công việc ngũ hầm à. Nhưng mà về phần gia đạo thì lại không tốt lắm. Người ta nói tí ngọ mão dậu, ngọ mão nó gần nhau ở trong tứ hành xung, nó không phải lục xung nhưng mà nó sát nhau trong tứ hành xung, cho nên là gia đạo tình cảm nhiều khi sẽ có chuyện buồn phiền. Tài lộc thì có đó nhưng mà là buồn phiền. Còn cái tháng mấy tháng đầu năm thì tài lộc không có nhưng mà gia đạo cũng không có nhiều cái xào xáo buồn phiền ha. Rồi đó là cái tháng năm. Tiếp đến là tháng sáu. Tháng sáu của năm Canh Ngọ là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi thì cũng tiếp tục là một tháng mộc, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng giống như tháng năm, không vấn đề gì cả, tốt, ok, ổn. Tuy nhiên là thiên can chữ quý của Quý Mùi nó sẽ khắc chữ đinh. Quý khắc đinh mà thiên can bị tháng tương khắc, cho nên là công việc tài lộc sẽ bị suy hao, rất dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận những việc lớn không nên xảy ra trong tháng này. Tháng này là tháng có thể là nói là tốt về gia đạo. Vì sao? Vì là có tam hợp hợi mão mùi, nhưng mà thiên can thì bị tương khắc, cẩn thận việc hao tài, đặc biệt là với các em nam mạng nha. Tại vì năm nay mà nữ thì có thái dương, nam có cái đô mà, cho nên là nam mạng năm nay coi chừng ra tiền, công việc dễ lâm vô bế tắc ở trong cái tháng 6. Còn sức khỏe thì không vấn đề. Ngược lại với tháng 5 thì tốt ở thiên can thì là xấu ở địa chi. Thì tháng 6 là xấu ở thiên can, tốt ở địa chi. Mà thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến công việc tài lộc, địa chi thì ảnh hưởng nhiều với tình cảm gia đạo. Cho nên là ngược lại gì phải không? Cẩn thận. Rồi tiếp tục đó là tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân thì thuộc thủy, như vậy mệnh là thủy của tháng khắc hỏa. Tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Rất dễ xảy ra cái việc tai nạn, bệnh nặng nằm ở trong cái tháng này. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mà giáp thì thuộc mộc, đinh thì thuộc hỏa, như vậy là thiên can chữ giáp tương sinh cho chữ đinh về nạp âm ngũ hành, cho nên tháng này cũng tương đối là tốt đẹp về tài lộc. Nhưng không quá lớn đâu, đừng có mong cầu nhiều ở trong cái tháng như thế này ha. Rồi rồi địa chi thân mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm ở trong tháng 7 không có vấn đề ha. Chỉ có tháng này cẩn thận một tí xíu ở bổn mạng và sức khỏe khi mà thủy nó khắc hỏa ở trong bổn mạng của tháng. Tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Mà tháng 8 âm lịch đó là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu thì là tháng tiếp tục là một tháng thủy, như vậy thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Khi mà tháng khắc bản mệnh như thế này thì phúc tinh và tài tinh vô tình bị khống chế, không có phát huy tác dụng, phá và bại tinh sẽ hoàn thành. Nên cẩn thận một tí xíu. Thiên can thì tiếp tục cũng giống như là tháng 7 với giáp ất thì là thuộc mộc, bính đinh thì thuộc hỏa. Nạp âm ngũ hành của thiên can tiếp tục giống như tháng 7 khi tương sinh cho nạp âm ngũ hành của mình. Là cho nên là tài lộc cũng có ở trong tháng này nhưng mà không lớn. Tuy nhiên địa chi của tháng này mới là vấn đề. Địa chi của tháng 8 là sao? Tuổi mão gặp dậu, tí ngọ mão dậu sát nhau, và đặc biệt cặp này là lục xung trong địa chi. Lục xung là mô tả cái sự chống đối chọi lẫn nhau vừa hai cái con này. Cho nên gia đạo tình cảm sẽ có nhiều rối rắm, đặc biệt với nam mạng. Nữ mạng thì cũng có nhưng không nhiều,
nhưng mà nam bạn thì tháng này cực kỳ khó chịu. À, các em trai Đinh Mão nhớ cẩn thận tháng này coi chừng gây gỗ với vợ con ha, hoặc là gây gỗ hoặc là buồn phiền và các mối quan hệ tình cảm ở trong xã hội ha. Đó là tháng 8. À, tiếp tục đến tháng 9. Tháng 9 năm nay năm Canh Tý là tháng Bính Tuất, mà tháng Bính Tuất tiếp tục là tháng Thổ. À, năm nay có 4 tháng Thổ, là tháng Giêng, tháng 2 là Thổ, là tháng 9, tháng 10 là Thổ. À rồi, tháng Giêng tháng 2 là Thổ, là Thổ suy. À, Thổ gây ra họa, nhưng mà tháng 9, tháng 10 là Thổ quay xoay qua Thịnh, cho nên là Thổ này về nhiều khi tới tháng này nè, các em trai nào mà dướng Thổ 87 mà lỡ đầu tư đất mượn này kia thì tháng này là tháng rất là dễ ra Thổ. Anh nói thật sự vậy, nhất là những người Đinh Mão mà có làm về đất đai nha. À, như vậy thì xét về trụ mệnh thì người mệnh hỏa gặp tháng Thổ là sinh xuất, tháng Thổ của năm Thổ là càng sinh xuất nữa, bổn mạng sức khỏe suy yếu, cần cẩn trọng một chút xíu. Thiên can bính đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên vấn đề tài lộc không có vấn đề, cả bính lẫn đinh thì nạp âm ngũ hành đều là hỏa, cho nên tốt, không vấn đề. À, có khi sinh tài lộc, à ngon lành. Địa chi Tuất Mão, à người ta nói ra đây là cặp địa chi phải gì mày với chó với mèo cắn nhau, nhưng không phải. Tuất Mão là thuộc nhóm lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ trong cái chuyện gia đạo tình cảm đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến cái việc tài lộc, à, mọi thứ. Cho nên là chỉ có cái bổn mạng bị sinh xuất thôi, thiên can và địa chi tốt, hy vọng là tháng này tài lộc vô ha. À, mấy em nào làm bên bất động sản tháng này tiền nhiều, ngon lành ha. Tháng 9, tháng 10 là khá tốt đẹp đối với cái người mà Đinh Mão, đặc biệt là nữ mạng, viên nữ mạng có sao Thái Dương mà lại chơi bàn Thổ, mình bị sinh xuất bổn mạng thì có cái sao Thái Dương nó tương sinh cho bổn mạng thêm thì nó ngon lành hơn. Tuy nhiên là người mà nam mạng thì bị sao Kế Đô, cho nên là bổn mạng bị suy hao, vậy thì nó sẽ xấu hơn một chút nữa nha. Rồi tiếp đến là tháng 10, tháng 10 của năm Canh Tý tức là tháng Đinh Hợi. À, mà Đinh Hợi thì thuộc Thổ. À, như vậy thì không khác về bổn mạng chuẩn tháng 9 với họa sinh Thổ, bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn thận. Thiên can chữ đinh của Đinh Mão với Đinh Hợi là đồng hàng, bổn mạng như vậy thiên can đồng hàng, cho nên là đem đến may mắn, công việc hanh thông. Ok, ngon. Địa chi Hợi, tháng Hợi gặp tam mình tuổi Mão gặp tháng Hợi là Hợi Mão Mùi tam hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu. Như vậy là tháng 9, tháng 10 khá là giống nhau, cho nên nếu như không lầm thì tháng 9, tháng 10 như thế này thì rất là có lợi cho các em gái, các người đẹp tuổi Đinh Mão ha. Hy vọng là các người đẹp tuổi Đinh Mão biết tận dụng và có được cái tài lộc tốt đẹp, còn các em trai thì hãm lại cái đà xấu của cái năm này ha, cái năm mà phạm thái tuế. À, năm nay kỳ lắm, các tuổi mà phạm thái tuế, ví dụ như Mậu Ngọ đi, thì Mậu Ngọ nam mạng thì dưới Kế Đô, nữ mạng lại được Thái Dương khổ vậy đó, cho nên là năm nay mấy anh nào mà thuộc trong cái bộ tứ hành xung thì nam mạng xấu hơn nữ mạng nhiều. À, rồi tiếp đến đó là tháng 11 của năm Canh Tý, tháng Tý của năm Tý. À, tháng 11 là tháng Mậu Tý, tháng Mậu Tý là một tháng hỏa. À, như vậy xét về trụ mạng là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không vấn đề. Ok, thiên can Mậu Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tốt. Tuy nhiên là nạp âm của Mậu là Thổ, nạp âm của Đinh là hỏa, cho nên nạp âm của hành bị sinh xuất, coi chừng tháng này hao tiền, nhưng nó nằm trong khống chế, hoặc còn là mình đầu tư mình bỏ ra. Nữ mạng thì không sợ, nhưng mà nam mạng tháng này coi chừng rất là dễ hao tài, nhỏ thôi không lớn đâu. Địa chi Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Mão, Tý Ngọ Mão Dậu ha, Tý với Mão, đây là cái địa chi thuộc nhóm tự hình. Cả năm mình cũng đã gặp địa chi tự hình, tới tháng này gặp địa chi tự hình, cho nên gia đạo tình cảm cẩn thận nhiều buồn phiền âu lo. À, đặc biệt là nam mạng với Kế Đô thì thêm lại thêm xấu. À, coi chừng bị vợ chửi, ba mẹ mắng ha, hoặc là bị sếp đẩy ở trong cái tháng này nha.
nhớ cẩn thận. Rồi tiếp tục, đó là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, đó là tháng Kỷ Sửu, tháng 12 âm lịch và tháng Chạp. Mà tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy thì xét về trụ mạng cũng không khác tháng 11, tháng Mậu Tý với hỏa đồng hành bổn mạng, sức khỏe không vấn đề phải lo lắng. Địa chi Kỷ Đinh thì cũng giống tháng 11, với Mậu Kỷ là thuộc thổ thì Đinh Bính Đinh thuộc hỏa, cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành cũng là một tháng tiếp tục suy hao về tài chính, đặc biệt với nam mạng ha. Rồi địa chi Sửu Mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên là tháng này tình cảm gia đạo tốt đẹp, mọi thứ ok ổn, không có vấn đề. Như vậy thì anh đã tổng hợp và chia sẻ đến với các em trai em gái tuổi Đinh Mão cái vận trình vận hạn của cái người Đinh Mão trong cái những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020. Đây là một số kiến thức cơ bản về tử vi anh nghiên cứu và tổng hợp chia sẻ đến mọi người, chứ không phải riêng gì anh mà nói ra, anh thanh định phán là mọi thứ nó ra như vậy. Nếu mà mọi người xem video thấy hay, đúng, hợp lý, xin bấm nút like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Đinh Mão được biết và ứng dụng vào cuộc sống, để có được cái những cái tháng còn lại trong năm Canh Tý tốt đẹp hơn, nhất là các em nam mạng. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.